Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay có một khách hàng hỏi tôi rằng cái việc hủy giấy có cần thiết phải đo vẽ hay không. Thì tôi trả lời rằng cơ quan quyền lực nhà nước khi có ban hành một cái quyết định hoặc là một cái bản án thì chắc chắn cái việc phải dựa trên một cái số liệu chính xác. Và hôm nay video của tôi có tên là sự cần thiết phải đo vẽ khi hủy giấy. Thưa quý vị và các bạn, sự cần thiết phải đo vẽ khi hủy giấy đó là một trong những cái vấn đề mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi tặng đến quý vị và các bạn. Tôi xin kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện mà việc hủy giấy như thế này. Gia đình họ có 5 anh chị em. Thì trong cái quá trình mà ba mẹ còn sống thì ba mẹ lại để cho một người trong 5 anh chị em đứng tên. Và khi ba mẹ chết thì cái phần của mỗi người được hưởng thì mỗi người có một cái nhà trên đất. Và thỏa thuận móc cọc đã đầy đủ. Tuy nhiên rằng là bây giờ phát sinh vấn đề là cái người một trong các anh chị em đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, họ nói rằng là đất này toàn bộ của họ. Vì theo cái nghĩa thông thường mà dân ta bà nói mà, tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi quyền định đoạt cái tài sản. Cái quyền định đoạt tài sản này bao gồm có tặng cho, thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê, những cái quyền mà quy định của pháp luật. Và thế rằng là cái vị này đã viện lý do bằng cách rằng tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và năm dài tháng rộng thì chị em cũng không muốn tranh chấp. Chị em ruột nghĩ ra đất của ba mẹ cho mình, thì khi ba mẹ chết xét thấy cái việc đó nó cũng không cần thiết. Cho đến khi cái người mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một trong anh chị em đó họ chết, thì người con họ có để làm một cái di chúc. Và người cháu bây giờ đang đứng tên hoàn thất hợp thức hóa. Luật sư phải kiện trên tòa thôi. Vì khởi kiện trên tòa hủy giấy. Nếu không hủy giấy, người cháu bán hết tài sản, bán non bán già hết, thì rõ ràng các cái cậu, các cái dì, các cái bác này chắc đi ra ngoài đường ở hết. Và luật sư cũng đã khởi kiện đến tòa yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thưa quý vị và các bạn, đây là cái công văn của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phải nhất thiết phải đo vẽ quyền sử dụng đất xin hủy. Trong cái công văn của Tòa án thành phố về việc gửi Trung tâm Đo đạc Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh có những cái nội dung là Tòa án thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết cái vụ án hành chính là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có cơ sở giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trung tâm Đo đạc thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đo vẽ hiện trạng nhà đất với cái số tờ, số thửa, tờ bản đồ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số mấy. Thưa quý vị và các bạn, vừa nãy tôi có nói rồi, việc tòa án xét xử bằng một bản án thì phải có những cái chứng cứ. Không thể một cái cơ quan quyền lực của nhà nước xử. Có thể rằng nếu như trong trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là 100 mét, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là 100 mét, ví dụ đi, tôi cho là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100 mét, tòa án không tiến hành thu thập chứng cứ bằng cách đo vẽ thì tòa sẽ tuyên nay công nhận hay nay hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100 mét. Thì như vậy nó lại không đi mang tính chất quyền lực nhà nước. Và khi đo vẽ như vậy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra quý vị và các bạn ạ.
trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền cấp là 100 mét. Tuy nhiên khi đo vẽ nó sẽ ra 3 trường hợp. Thứ nhất là nó sẽ đúng với cái diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc này thì bình thường thôi. Nếu trong trường hợp mới đo vẽ vào năm 2017, 2018, bây giờ tranh chấp năm 2018, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng bằng cái quyền sử dụng đất đang tranh chấp. Trường hợp nữa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một cái dung sai thấp hơn. Ví dụ như bây giờ nó còn có 90 mét thì tòa án sẽ tính tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên cái cơ sở thực tế là 90 mét vuông tính đến thời điểm hiện tại. Có thể rằng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này nè, cái giấy này nè quý vị, là giấy này được cấp năm 2002 mà tới nay năm 2018, hồi xưa đo bằng tay, bây giờ đo bằng kỹ thuật số thì nó có một cái sự sai biệt. Và như vậy thì tòa án phải tính trên diện tích thực tế chứ không thể tính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mà tuyên. Vấn đề thứ hai nữa là diện tích thực tế 101 mét lớn hơn diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa sẽ lập văn bản hỏi Ủy ban Nhân dân cấp quận, cấp huyện, cùng cấp cái nơi mà cấp giấy chứng nhận đó là lý do tại sao có việc sai lệch giữa hai bản đồ hay diện tích đó thuộc thửa nào, tờ bản đồ nào. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay sự cần thiết phải đo vẽ khi hủy giấy để cho quý vị và các bạn hiểu thêm rằng bất cứ trong cái quá trình mà thu thập chứng cứ thì tòa án sẽ tiến hành thu thập những chứng cứ như bản tự khai, như ủy thác tư pháp, như đo vẽ, như thẩm định giá, lấy lời khai của nhân chứng và nhận xét đánh giá chứng cứ, sau đó mới có tuyên một cái bản án hủy một bản án thừa kế theo đúng cái quy định của pháp luật. Và đây cũng là một trong những hướng dẫn của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Rất mong sự ủng hộ của quý vị và các bạn để cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ngày càng lớn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thì có một cái điều mà luật sư cũng trăn trở, không biết là có nên nói ra hay không. Tuy nhiên rằng có một số anh chị thì đánh một cái câu thì nó cũng làm bớt đi cái nhiệt huyết. Luật sư ơi, có oan sai, và chủ động cho luật sư số điện thoại, thì chắc chắn rằng là tôi nói thật với quý vị và các bạn, tôi cũng ráng cố gắng bên cạnh những cái công việc cơm áo gạo tiền hàng ngày, thì tôi ráng cố gắng giúp đời và giúp mình, chứ tôi cũng không mang một cái thông điệp là để PR, để quảng cáo cái sự nổi tiếng. Và nếu ai đó có một cái tâm của một con người thì hãy chủ động gọi cho luật sư bằng phương tiện này, bằng phương tiện khác, kể cho luật sư nghe một cái câu chuyện, chứ không thể nào bắt luật sư phải chủ động. Luật sư ơi, có oan sai, hoặc là luật sư ơi, tôi gọi lại cho tôi theo số điện thoại này thì xin làm phiền vì tôi không có một cái thời gian quá nhiều để mà chiều lòng hết tất cả quý bạn đọc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cũng thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến những cái quý bạn đọc khác. Xin cảm ơn những lời comment rất là tích cực. Luật sư hay quá, để cho tôi có một cái động lực làm tiếp những video sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.